chiều ngày 24 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội nhà báo tỉnh tổ chức buổi gặp gỡ và trao giải báo chí lần thứ 5 năm 2022. Đánh dự có bà Lê Thị Kim Loan, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức giải báo chí. Ông Kiều Thế Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp gỡ, nhiều ý kiến của hội viên Hội nhà báo tỉnh Đồng Tháp, phóng viên các cơ quan truyền thông và lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao đổi, chia sẻ về hoạt động thông tin tuyên truyền trên báo chí thời gian qua. Sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh, của hội nhà báo đối với hội viên tiếp tục được khẳng định nhằm tạo điều kiện để nhà báo, phóng viên tác nghiệp thuận lợi và hiệu quả hơn. Về trao giải báo chí, có 92 tác phẩm của các tác giả và nhóm tác giả thuộc các thể loại báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói, ảnh báo chí được trao giải lần này. Trong đó có 48 tác phẩm chất lượng được trao giải báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ 5 năm 2022. Cuộc thi viết về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 4 năm 2022 có 18 tác phẩm đạt giải. Cuộc thi búa liềm vàng năm 2022 có 26 tác phẩm đạt giải. Tham gia giải báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ 5 năm 2022, Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp có 3 tác phẩm dự thi và cả 3 tác phẩm đều đạt giải trong đó tác phẩm Mega Story kiện về những chiến binh đặc biệt, tác giả Văn Khương Thanh Toàn đã xuất sắc đạt giải A. Phóng sự ảnh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đội mưa đón người dân hồi hương, tác giả Văn Khương đạt giải C. Và phóng sự ảnh Đồng Tháp quan tâm chia sẻ khó khăn động viên các y bác sĩ bệnh viện đa khoa Đồng Tháp, tác giả Nguyệt Ánh đạt giải C. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 nhóm tác giả và 4 tác giả đạt giải cao tại Giải báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ 5 năm 2022. Đồng thời tổ chức phát động Giải báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ 6 năm 2023.